Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy hút bụi Roomba Irobo Roomba, mã của nó là 671. Nó điều khiển qua hệ wifi và hệ điện thoại thông minh. Thì cái Irobo, cái hãng này rất là nổi tiếng ở bên Mỹ và trên toàn thế giới, về đi đầu về cái máy hút bụi trong gia đình và phòng anh em lớn. Thì mua con này về sử dụng khỏi cực nhọc lau nhà, quét nhà. Thì nó sẽ nó có chức năng là mình set trên hệ điện thoại, và khi nào đi làm việc và khi nào vào để sạc pin và nghỉ thì anh em cứ set đúng theo cái thời gian. Rồi mình sẽ vào cái app điện thoại nha. Đây thì đó, nó đã kết nối rồi. Mình chỉ bật lên, nó sẽ quét trong cái hệ nhà của anh em. Lần đầu tiên thì nó sẽ quét xong thì nó sẽ ghi nhớ lại cái tường của anh em, nó ghi nhớ lại hết rồi là sau này nó không đụng nữa. Rồi mình tắt nha, đỡ tại vì hàng mới thành ra nó đi hút bụi nó dơ. Rồi mình tắt và gửi cho anh em xem cái setup này. Home setting, mình setting nó có cái điệu nhạc này, nó hát này và kết nối wifi ở nhà, và nó có tiếng luôn, có tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi không có tiếng Việt Nam nha anh em. Đó, Anh, Pháp, Ý. Rồi mình set giờ thì làm việc, giờ là mình set mấy giờ nó làm việc này. Đấy, mình set giờ luôn và nó không có rớt xuống đất, và nó có cái hệ camera để nó nhìn được cái tường đó và nó định hình, nó ghi nhớ rồi thì nó sẽ sử dụng sau này, nó không có vướng gì cho anh em và nó sẽ quét sạch nhà của anh em. Thì nó có cái khe của bụi, thì khoảng là nếu mà ngày nào cũng làm thì một tuần thì anh em mở ra đỡ bụi, và nó là một cái xách tay, cái này xách tay này. Đấy, rồi mình tắt nha. Nó có chổi quét ở đây, chổi quét ở đây, và bánh xe lên xuống này anh em, lên xuống. Cái mã nó 671, Roomba 671, anh em cứ dò trên mạng. Và mình đầy đủ cho anh em xem, khui ra đầy đủ, có cái tô lô này, chỉ cách xách điện thoại luôn, qua hệ điện thoại luôn. Rồi hàng này hàng mới thì giá của nó là 7 triệu. Anh em quan tâm liên hệ Tùng. Em Tùng xin cảm ơn. 0962 232 180.